Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. À, hôm nay mình xào cái món thịt chim nè các bạn. Mời các bạn cùng nhâm nhi vài ly với mình nha. Món thịt chim mình đã làm xong, mình đã hâm xong rồi, bắt đầu các bạn. Rồi, giờ thì mình chuẩn bị cho ra đĩa ha. Đây, bây giờ mời các bạn cùng nhâm nhi vài ly với anh em mình nha. Món quá ngon, quá tuyệt vời phải không các bạn? Thêm một ly rượu, vài cái bánh tráng, bánh đa ha các bạn. Là ý vậy ha. Quá hấp dẫn luôn rồi các bạn ơi. Đó là những miếng thịt chim hả các bạn, thịt chim rừng ở ngoài tự nhiên đó các bạn. Mình lúc dùng cái phương pháp mà tối cao nhất là bắt nó nha, một phát là mất 1.000 rồi các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng nhâm nhi vài ly với mình nha. Rồi, xin mời các bạn á. Máu có nhiều chứ mẹ sợ không có gì mà. Rồi. Đây, cái video mình chắc cũng chia sẻ bao nhiêu thế thôi ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Bây giờ mình bye bye.